Bà Tám đã xuất hiện ở hiện trường. Bây giờ là mấy giờ đây? 9:35. 9:35 cũng thấy luôn. Bà Tám đã xuất hiện ở xe nhưng đang bị say thuốc cho nên ngồi cái tay bó lại. Sao? Ngồi xíu rồi mới đi vô, vẫn nhất quyết đi vô. Cái sự yêu nghề và muốn ủng hộ cô dâu chứ rể. Ngồi nãy giờ dặm phấn, dặm môi son xong rồi nằm tiếp, có cầu phúc ra đây giúp đỡ như con mèo vậy mà một đôi vô như con mèo cười, còn cười là được rồi. Nói chung không có đau mà nó mệt buồn ngủ tại bị xe thuốc vô bệnh viện nó chích gì thuốc tùm lum hết á. Tự nhiên mới ói con cái nó chích nguyên một cái mũi chiếc thuốc trong ói cái nó đẩy luôn à, rồi còn ói tiếp nó nữa, nó mệt luôn, ói thêm nữa, thuốc trong ói ói thêm nữa. Vậy là nó chích thuốc ói đó. Ôi mà tại sao ói? Tại vì con cái thuốc mê, thuốc tê gì đó. Ai gọi đây? Làm cho mẹ mệt. Chắc tin bà Tám vô bệnh viện lan truyền khắp trái đất. Ai cũng gọi tới. Trời ơi, quán nó nhận bao nhiêu cuộc gọi. Ủa mà sao người ta biết? Bố trên Facebook á. Trời ơi, hèn chi đi vòng vòng. Mẹ sao rồi? Tay này nè. Vẫn bị vẫn bố được giờ. Bố trên Facebook á. Ai gọi quán nghe máy quá trời. Anh Phúc vô đây, chút xíu anh vô. Vô trước. Ở đây đâu có làm gì đâu. Ta chờ ca sĩ, chờ anh chị. Đúng rồi đó, người ta chờ mẹ quá trời. Phủ phàng, nó đúng rồi, phủ phàng. Nó nói quán con thơ nó đánh lòng. Nó đánh lòng nó bị té. Đánh lòng. Thôi vậy muốn làm gì, muốn ngồi lên à? Đợi xíu hơi khỏe thì vô. Vô đám cưới người ta mà cái mặt nó ấy cũng kỳ không? Chứ mẹ vô mẹ phải tươi tỉnh. Sắp hết giờ đám cưới rồi đó. Hết giờ đám cưới hả? Đám cưới mấy giờ hết? 12 hả? Chẳng lẽ vô mà... Cái gì? Giờ 9 rưỡi rồi. Giơ tay lên coi. Được không vậy? Không giận có đưa vô chứ. Ừ đúng rồi. Con cho ta đi qua. Trời, được không vậy? Chứ cũng lọc lẫy lắm chứ bộ. Lọc lẫy mấy cái. Bà, chụp con, lanh con, kính lên giùm con. Ở khỏi, khóa lại con. Được không cô Thơ? Thơ ổn không? Thơ trời ơi, có một tí ăn nhiều trời ơi, sung sướng vậy thôi. Hot boy. Cố gắng. Thôi, nhiều cũng phải elegant chứ. À, rất là elegant nha. Đi rất là elegant. Gì gà nơ, gà nơ, gà nơ, gà nơ, gà nơ, gà nơ. Ừ. Vô đám cưới của dâu chú rể nè. Nhiều gì nhập chồng sao? Nhiều gì nhập chồng. Xui quá. Dạ. Ủa hai nhớ bà đâu? Ok.
Nhưng mà bị cái gì tại té hả? Mày đỡ cho cô thơ. Đó. Gãy tay nó lâu lắm rồi. Giờ xích quay con. Rồi ok. Đó. Giơ cái tay lên. Thôi. Đó đúng rồi, chỉ vô đúng rồi. Anh cái hình là kỷ niệm lắm á. Không những gặp rồi đi cầm thơ mà còn. Ok hả? Quý vị ơi, Duy Minh biết được là mình
có một cái nữ ca sĩ rất là nổi tiếng, mà chị cũng là một cái YouTuber nổi tiếng toàn cầu luôn. Mà cái việc thì chị có đến hôm nay nhưng mà chị không có hát được. Thì quý vị ơi, bây giờ mặc dù là chị không hát được, nhưng mà quý vị cho chị một tràng pháo tay thật lớn không? Nữ ca sĩ Cam Thơ. Cam Thơ ơi, I miss you and I love you. I follow you everywhere. Chị ta, Cam Thơ. Chị mới bị gãy tay một cách đây mấy tiếng rồi thôi. Chúc cho chị Cam Thơ mau lành và coi như là nhiều sức khỏe trở lại. Xin cảm ơn chị Cam Thơ đã có mặt ở hôm nay. Quý vị ơi, người ca sĩ kế tiếp mà Duy Minh xin được giới thiệu, chị có một giọng rất là gọi là trầm ấm. Ủa chào, chị Cam Thơ có muốn lên sân khấu để tỏ tình với chúng, để tâm tình với chúng ta không ạ? Quý vị ơi, cho chị Cam Thơ một tràng pháo tay thật lớn. Chắc là Duy Minh phải nắm tay chị Cam Thơ lên sân khấu quá. Đồng bạn, đồng bọn mình phải nắm tay nhau phải không? Chào chị Cam Thơ. Đúng rồi đó, chị đi cẩn thận nha. Đó. Hát nha, hát được không? Chị Cam Thơ, cho chị Cam Thơ một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin lỗi là em tới hơi bị trễ, là lý do là hả? Lý do là cái này, cái tay bây giờ nó bị sưng cù que rồi. Cái tội mà già mà ham vui, già mà không lượng sức mình, nhỏ lớn đâu có đánh cầu lông. Cũng nói chung hồi nhỏ đánh chút thôi, mà bây giờ già rồi tự nhiên đi đánh cầu lông chi. 12 giờ trưa nó té cái đùng, xong rồi nó chống cái tay dưới đất, xong rồi cái nó bị gãy cái tay, cái xong cái đi vô emergency. Đi vô emergency thì nghĩ là nó bật, xong mình đi về mình đang ăn đám cưới được rồi. 1 giờ trưa thì nghĩ là kịp. Nó cho, trời ơi, đợi cho tới là... Ủa sao mai dịnh mình vậy, mình té làm sao vậy? Con lên dịnh đi, cô đi ga đâu? Đây. Anh đứng, đúng rồi. Dịnh bên đây là Cam Thơ ơi. Dạ. Đây. Thật ra cái tay á thì nó không có đau. Nhưng mà cái đầu á nó bị lưng lưng, tại người ta cho mình uống thuốc cơ. Người ta chích thuốc, cái thuốc gì trong người mình không biết, hai ba mũi, cho nên bây giờ Cam Thơ cái đầu nó lưng lưng lắm, nó không có vững á, cho nên là đi lát nữa là sợ nó té. Cái tay thì không có đau mà cái đầu, cho nên là hát thì vẫn hát được, nhưng mà sợ té thôi, cho nên là ai mà đứng dịnh em thì em hát. Bảo đảm là có Duy Minh dịnh kế bên là bảo đảm khác tới bên luôn không? Mà con mắt của em á thì nó hơi lờ đờ, giống như là nó khe thuốc vậy đó. Vậy mới sexy chứ nè. Bây giờ thôi em sẽ hát cho các anh chị một vài bài để mà các anh chị nhảy để chuộc lỗi là tới trễ không có đầu chương trình được. Take it away Cam Thơ. Thì ra mua là thích tâm con hả? Anh nhớ bài không anh? Anh Hùng Mạnh yêu cầu. Thôi bây giờ em hát thôi đang bây giờ một bài về em trước cho các anh chị nghe nha. Xong rồi hát nhạc giật ha. Em hơi mệt tại vì em ói hơi nhiều. Cái thuốc nó làm cho em ói, còn cái tay thì không có đau gì hết á. Người ta kéo cái xương em ra rồi người ta bó lại mà không có đau miếng nào hết á. Ghê không? Quá ghê. Ghê. Mà cái này coi là từ thường người ta nói mà mình mà say thuốc á, Cam Thơ mình hát hay lắm á. Hên xương. Mắt mà lờ đờ nó sexy hơn nữa. Chịu quý vị. Sao thuốc quá vậy? Le soleil qui vole, qui vole.
Rồi, bây giờ mình hát nhạc nhạc giật giật nha. Samba Mambo đi ha. Ok, Samba Mambo rồi các anh chị ra nhảy ra vui nha. Hai bài nãy là nó hơi bị êm quá. Rồi, bây giờ Samba Mambo Tông Son nha. Rồi, hai đứa mình nhúng nhúng nhau được không dạ? Được. Em nhúng anh nhảy. Lụ từ đầu tới chân cao kinh dài, phải không? Mặc đồ dài xuống mà mang đôi guốc cao để thành tại lùng á, phải ăn gian tụng già mà nghe. Ủa vậy hả? Tôi đâu biết đâu. Thấy em thấy học rồi á. Thì trời tính ấy, quên lộn, trời tính không bằng người tính, lại như vậy đó. Mình tính người tính không bằng trời. Ủa quên lộn, trời ơi, trời ơi, mê quá, nói lộn luôn, nói lộn lời, nói lại là cái lời lộn nha. Để trong phòng ER cho nên cũng hơi bị mê mê tí xíu. Đúng rồi, còn hơi mê mê lắm. Mê mê, ói quá nhiều. Trời ói mà hồi nãy trên xe tới đây vẫn còn ói. Nó chết chàng, lát đang hát lửa ói làm sao ta. Mà cũng may quá không ói. Hát hot như vậy sao ói? Ờ biết rồi bên này, nhưng mà tại vì do trong mặt quá quay lát nó ói. Đứng chỗ là hên lắm rồi. Mà em nói thật sự là em không thể nào đi nổi. Từ bệnh viện emergency về là coi như đú. Nó chích cái gì không biết. Cái tay mắc mới gì cái miệng mình phải hát được chứ. Đau cái tay mà đâu có liên quan tới cái miệng. Mình nghĩ là mình băng cái tay rung mình lên sân khấu mình hát mình nhảy thì luôn. Nhưng mà người tin không bằng trời tin. Tự nhiên thì cái thuốc bây giờ nó vẫn còn trong đầu của em. Nó mơn man cho nên mới nhờ anh này ảnh ẩm á, quên lộn, ảnh dịnh. Chứ nếu mà ồ được hung nữa vẫn hay như thường. Dạ dĩ nhiên cái miệng ở đâu liên quan tới cái tay, cho nên em hát nhưng mà cái đầu em lân lân, nhưng mà vẫn hát được nhiều. Bây giờ em cho xin tặng thêm một bài nữa là bài ủa hôm bữa mình tập bài gì tùm lum á, quên rồi ta. Bây giờ mình hát lại ê techno cái bài vô cùng bữa tập á nha, mấy anh nhớ không mấy anh? Rồi bây giờ vô cùng nha, xong mình hát cái điệp khúc xong mình vô techno nha. Bài đó mới đầu hát sao quên rồi. Ờ đúng rồi. Tông gì vậy? Hôm bữa em tập đó. Ủa bữa tập băng khác hả? Băng nha sao được. Thôi ơi hát bài dễ đi. Hát bài đó hả? Em đâu có nhớ tâm gì đâu. Rồi bác dùm cái tâm đi. Cái tâm của em anh ơi, cho cái tâm của em đi. Vì anh thương em, như thương cái bàn nó. Nhớ anh, làm sao nói được. Vì em thương anh, như thương hạt mưa non dài. Đã rồi
vị ơi, chắc quý vị phải phụ chị Cam Thơ đi xuống nha, đừng có để chị Cam Thơ té một dịp nữa là rồi mình xong hàng luôn. Và sau đây xin mời quý vị hướng về sân khấu với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Thủy. Xin mời chị Thủy. Chị Thủy tạ đó nha. Chị Thủy tạ nha, Thu Thủy là kế nha. Thủy tạ. Sau đó là Thủy võ nha. Quý vị ơi, một lần nữa, nữ ca sĩ Thủy Tạ xin mời chị. Chị ơi, chị ơi vui ha. Vui. Chị. Khát nước quá. Đỡ mẹ đi. Em ra lấy cho. Em ra lấy là em ra lấy nước nè. Lên xe thôi đi. Chị ra lái xe em hả? Cầm. Ok, để em tắt cái này nha. Là chị Thơ đánh cầu lông. Giờ đánh cầu lông. Đi theo mẹ ra, đưa cho mẹ giùm con. À. Ủa ai? Chị Thơ ai chở rồi vậy? Chị Thơ đi với ai? Em về trước luôn hả? Ở đây chơi đi thôi. Ủa vậy ai cho ai về? Má đâu? Má về rồi. Là chị Bố. Ủa giờ ai về trước? Ủa chứ mà ai chở Huy vậy? Em có xe mà. Xe không? Dạ em có xe mà. Huy đâu? Huy đâu? Huy trong đó luôn. Về mấy nhỏ chưa vậy? Không mấy đứa nhỏ chưa về? Thế nè. Về chung với anh nè. Đi chung xe với anh được không? Đi đâu? Bí bí đi chung xe với anh được không? Chị Thơ á. Đi qua bên đó đi. Với anh nào kìa con. Ủa chị Thơ đi chung xe tí anh được không? Đây là xe ở đây. Xe ở đây. Đây. Giờ đỡ rồi. Đó có lạnh không? Ờ. Hả? Ông bác sĩ nó dặn cái gì mới nhớ không? Ông thì cái tờ giấy á. Thì mai mình đi mua cái thuốc nó uống. Hay tối nay ghé về mua cái thuốc over the counter. Cái tờ giấy là top one mà mình không mang theo. Tối nay uống liền đúng không? À tối mua cái đó uống. Không thôi uống Tylenol cũng vậy. Thank you. Để không thi về luôn đi ơi. Hả? Không biết thi chịu về không nữa. Có bị té. Té che gì nhớ không? Đó, anh hai có chị Hằng có về không? Hay là ngồi nghỉ chút để em vô coi đi nha. À, chị Hằng về luôn hả? Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.